Xin chào các bạn. Nay đến mùa mưa rồi, bắt đầu mùa mưa rồi thì mình sẽ tưới giấm. Nhưng mà giấm thì trên thị trường hiện giờ có hai loại là giấm công nghiệp nữa bạn. Các bạn thấy nó rất là trong ha, rất trong mắt luôn. Và cái loại thứ hai là giấm giấm gạo mà lên men á. Thì cái loại này là do công ty lớn họ sản xuất á, nên nó có hơi màu vàng vàng thôi. Nó màu vàng vàng đây các bạn nhìn nè, bên này rất là trong nữa không? Bên này nó hơi vàng vàng do người ta lọc rồi. Còn một loại nữa là nó chưa lọc á, nó ở lần từ ở trong rất nhiều. Thì cả hai đó, cái loại đó là giấm gạo lên men tự nhiên ha. Còn cái này là người ta pha thôi, pha axit acetic thôi. Thì các bạn có thể thấy phần ở đây. Ở đây mình che cái nhãn này thôi, để cho nhiều khi nhà sản xuất người ta thấy, người ta kiểm công nữa. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ xem thêm là cái nào tối tưới cho lan nó tốt hơn các bạn. Thì hồi trước mình có chia sẻ với các bạn một cái video là dùng cái giấm tưới để diệt nấm trên cái gỗ thôi, thì nó sẽ hạn chế cái nấm hại rễ lan á. Trong khi giấm tưới thì nó không hư đầu rễ mà nó vừa diệt được nấm nữa. Thì hôm nay mình sẽ coi dưới cái kính UV thì hai loại nấm này nó có khác nhau nhiều không đó, thì sẽ đoán xem cái nào có lợi hơn cho lan ha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ soi cái giấm gạo trước nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy một ít giấm nhiễu lên trên cái lan. Rồi chúng ta sẽ soi nó. Rồi bây giờ mình soi giấm lên men các bạn. Giấm lên men tự nhiên. Rồi cũng như mọi lần thì mình sẽ bắt đầu với cái độ phóng đại là 160 lần như vậy. Cái này như là mấy cái bóng nước hay sao ạ? Mấy cái bóng nước thôi. Mình nghĩ là nếu mà nên lên men mà người ta nuôi bằng con giấm á bạn, giống như hồi xưa người ta hay nuôi bằng chuối rồi á, thì mình nghĩ là sẽ có thấy các con giấm hay gì đó. Thì ở đây chưa thấy gì hết. Này chắc là mấy cái cặn thôi. Đây, chúng ta sẽ chỉnh từ từ thôi. Này. Cái này mình nghĩ là mấy cái cặn thôi bạn. À, các cái bóng này là do cái kính thôi. Mình sẽ lấy nét lại. Này giống như là các dơ, dơ trên kính thôi chứ chưa thấy cái gì hết. Vẫn là cái vết trên kính thôi. Mình đã chỉnh lan đi các vị trí khác rồi bạn, vẫn là cái vết trên kính thôi, dơ thôi. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua 640 lần xem có gì không. Đây bạn, có cái gì đốm đốm đây, khá là nhiều ha. Đây mình, đây mình nghĩ đây có lẽ là con giấm ha. Rồi mình sẽ phóng to ra, sẽ chỉnh từ từ thôi bạn. Đó, rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn các bạn. 5858 rất là nhiều nè. Mình nghĩ đây là con giấm ha các bạn. Đó, chúng ta sẽ di chuyển. Đó. Đó, rất là nhiều ha. Rồi, rất là nhiều luôn. Đây là giấm gạo lên men tự nhiên các bạn. Đây, ở đây có cái mảng gì đó. À, cái này chắc có lẽ là cái vết nước thôi. À, cái này có vết nước thôi. Các cái lấm tấm li ti nè. Các cái lấm tấm li ti này mới là vi khuẩn này. Đấy, cái này mình nghĩ nó là con giấm này. Ở đây có một cái vệt này rất là to. Cái này chắc là cặn rác gì đó. Thì ở trên cái nhãn chai rồi các bạn mua, các bạn để ý thì
người ta cũng có ghi là có thể xuất hiện các cái lợn gợn ở trong, người ta ghi như vậy. À, mình để đọc chính xác cho bạn nha. Do bản chất giống lên men tự nhiên, một số chất lơ lửng có thể xuất hiện trong quá trình bảo quản nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Okay. Thì người ta ghi trên chai vậy. Mình nghĩ là cái này là chắc các cái chất lơ lửng mà người ta nói thôi. Còn các cái bong bóng mà nhỏ nhỏ như bạn thấy á, thì cái đó có lẽ là con giấm, cái đó là chắc chắn là vi khuẩn rồi đấy. Chỉ có cái cục đen đen lớn này thôi là các cái lợn cợn thôi. Nói chung là người ta lọc khá là kỹ á. Thì hôm trước mình có soi cái GE chuối các bạn, thì nó cũng có các vi khuẩn tương tự như vậy. Mình nghĩ là giống như men tự nhiên, nếu mà người ta nuôi bằng chuối á thì giống như trước giờ thì mình thấy người ta nuôi bằng chuối thôi để cho con giống ăn á, thì nó sẽ tốt hơn là giống công nghiệp. Thì cái giống công nghiệp nó chủ yếu là axit acetic thôi, người ta pha ra thôi. Rồi ở đây mình sẽ chỉnh lại, chung nó nhỏ quá các bạn. Đó đó, bây giờ rõ rồi nè. Đó, nó là những cái bong bóng rất là nhỏ các bạn, độ phóng đại tới 640 lần thêm điện thoại nữa. Hiện giờ mình đang phóng lên 2,7 đó, các bạn nhân thử lên là tới ngàn mấy rồi đó. Nó rất là nhỏ luôn. À, đi ti ti đây là những con giấm thôi. Rồi chúng ta sẽ di chuyển qua cái khu vực loanh quanh xem có gì đặc biệt không. Rồi. Ồ, đây có cái mảng gì nè. Cái này chắc cặn ha. Đây, có cái gì đây? Rất là to ha. Rồi, mình nghĩ là nên chuyển sang độ phóng đại 1.600 lần xem như thế nào. Thì chúng ta phóng cho điện thoại là cũng cỡ gần ngàn lần rồi các bạn. À, mình sẽ di chuyển lại các khu vực vừa rồi. Rồi hiện giờ mình sẽ chuyển sang 1.600 lần nha các bạn. Ở đây có cái gì đây, này chắc cặn rác gì á. Rồi nhìn khá là kỳ ha. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua 1.600 lần. Vẫn chưa thấy gì bất thường hết nè, chưa có thấy gì đặc biệt hết. Chỉnh rất khó lắm đấy. Thì ở đây mình không có dùng dầu soi. Cái 1.600 lần này hôm nay mình không có dùng dầu soi, tại vì xíu nữa mình còn soi cái giấm công nghiệp nữa bạn. Thì rất khó không thấy gì hết. Chúng ta sẽ chuyển trở lại 640 đi. Rồi chúng ta chuyển lại 640 rồi. Rồi.
thì chúng ta sẽ di chuyển các khu vực lân cận thôi. Đây có cái gì nhìn cái này nhìn không giống bóng nước các bạn, nhìn khá là lạ ha, nhìn không rõ nó là cái gì luôn. Mình thu nhỏ lại xíu đó, nhìn cái cấu trúc nó rất là lạ. Này. Nhìn rất lạ luôn. Thôi mình sẽ phóng trên điện thoại ha, mình sống trên điện thoại đây. Ồ, nhìn kỳ quái. Ở đây nữa nè, đây đây một miếng nữa nè. Cái này chắc là cái các cái lợn gợn mà người ta nói đó. Nhìn hình thù khá là kỳ quái. Có cái chấm nhỏ li ti đây nữa. Cái này không chắc, mình nghĩ không thể là bọt nước được. Đấy. Tự nhiên chỗ này nó tụ tập khá nhiều. Đây, cái này mới là bọt nước nữa các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy bọt nước nó nhìn khác hẳn thấy không? Đấy. Ồ, dưới này nữa nè. Đây, cái gì đây? Khá là nhiều cái hình thù kỳ quái các bạn. Nhìn lạ. Đây nữa các bạn. Đây. Ồ, cái này nhìn giống như cái bản đồ vậy các bạn. Ồ. Nhìn tưởng là cái bản đồ luôn chứ. Đó. Các châu lục mà. Để mình thu nhỏ lại nó giống như cái bản đồ thế giới vậy. Đó. Ồ, không cái gì, cái quần đảo. Nhìn rất là đặc biệt luôn. Ồ. Đủ các hình dáng các kiểu hết, không cái nào giống cái nào luôn bạn. Ủa cái khu vực này sao nhiều hình dáng nó ngủ quá. Rồi. Đây. Ồ. Rất là nhiều cái linh tinh bạn. Rồi, chúng ta vào đúng ngay một cái khu vực rất là nhiều cái tạp chất, rồi cái chất lơ lửng. Mình nghĩ cái độ phóng đại 640 lần này cũng không hề nhỏ đâu. Bằng mắt thường các bạn không thể thấy được cái này đâu. Mà nghĩ nếu mà vi khuẩn thì nó phải có hình thù nó tương tự nhau. Giống như các cái video trước mình đã chia sẻ với các bạn. Đó. Còn cái này nó đủ thứ hình dạng hết. Đó. Cái này nè, nhìn như con cá vậy ha. Nhìn như con cá chê vậy. Khá là thú vị ha. Đó. Chúng ta sẽ trở lại cái quần đảo. Đó. Như cái bản đồ luôn rồi. Này giống châu Úc nè. Này nhìn nhìn là thấy biết là có vết nước liền. Nó khác nhau hẳn. Rồi. Cái sao giống nuôi tới đây thôi. Cũng nhiều cái khá là lạ ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua giống công nghiệp nha các bạn. Và bây giờ sẽ là giấm công nghiệp nha bạn. Mình sẽ dùng cái ống khác ha. Bữa nãy mình dùng một cái ống
lấy giống nuôi rồi. Bây giờ sẽ dùng một cái ống khác để lấy giống công nghiệp nha, để tránh nó nhiễm qua nhiễm lại. Rồi chúng ta sẽ soi nó dưới kính hiển vi. Rồi bây giờ mình bắt đầu với giấm công nghiệp bạn. Thì vẫn bắt đầu bằng độ khuếch đại là 160 lần thôi. Mình hay bắt đầu bằng 160 lần tại vì cái người mà bán máy người ta hướng dẫn như vậy ha. Người ta hướng dẫn là độ để cái độ phóng đại nó nhỏ nhỏ thôi thì dịch chỉnh nó sẽ dễ hơn. Đây, chúng ta bắt đầu thấy cái gì đây? À không, cái này là cái của cái kính thôi, cái lợn gợn của kính thôi. Vẫn chỉ là các lợn gợn của kính, chưa thấy cái gì đặc biệt hết. Rồi, chúng ta sẽ chuyển lên 640 lần đi. Chỉnh cái này khá là hồi hộp rồi. Thật ra cũng không phải hồi hộp mà mình chỉnh từ từ á, chỉnh nhích 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 từng chút một rất rất là khó này. Có cái gì đây? Rồi, để mình lấy nét lại. Nhìn nó giống như cái cọng gì mà. À cái này nước, nước thôi mà. Và nó có cái gì đó xanh xanh ở trong này. Nghĩ có thể là cái vỏ cái lam nó dơ, lam nó dơ nó không tạo ở trên, rồi nó xanh xanh nó nhìn cũng khá là mất cảm tình ha, nhìn nó màu xanh giống như kiểu nó đóng cái gì đó dơ trong đó. Nhìn giống như cái con gì á, con gì xong rồi ở trong bao tử nó có cái gì đó nó mới ăn xong vậy. Rồi chúng ta sẽ di chuyển vào cái khu vực khác đây. Ở đây có cái gì đen đen rất là nhiều các bạn. Cái này có lẽ là cặn quá. Mình thì độ tinh khiết thì trong quá trình đóng gói sản phẩm thì chắc chắn khó mà né được cái cặn ra. Rồi, ở đây chúng ta thấy cái gì đen rất là to luôn. Đấy. Nó giống như cái kiểu tinh thể gì vậy. Nó nhìn rất là lạ, giống như hệt ở bên giấm giấm nuôi luôn. Nhìn nó giống như cái tinh thể gì đó vậy. Ồ đây, cái gì đây? Hình tròn đây, cái này chắc chắn không phải bóng nước rồi các bạn. À, nhìn nó có vệt 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 thì có vẻ giống bóng nước thôi. Khi mà đặt cái lam vô, khi mà nhỏ vô nó cũng khá là nó dễ tạo bọt lắm rồi. Rồi, chúng ta di chuyển tiếp. Nói chung là cái giấm công nghiệp á, khi mà các bạn xử lý gỗ thì dùng giấm công nghiệp cho nó rẻ. Ở ngoài mấy tiệm tạp hóa người ta bán các cái chai mà giống như kiểu cái xưởng sản xuất nhỏ lẻ người ta làm á, giá rất là rẻ ha. Giá cực kỳ rẻ luôn. Thì trước khi mình trồng lan á, hoặc là thớt gỗ rồi nó bị nấm á, mình lấy cái đó mình xịt. Như cái video trước mình có làm thí nghiệm cho các bạn rồi. Rồi ở đây có cái gì dài dài đây. Giống như kiểu con trùng như vậy. Thì các bạn có thể xem lại cái video mình làm thử nghiệm cái giấm diệt nấm á, diệt rất là tốt luôn. Thì ở cuối video này á, thì có cái bảng nhắc á, các cái đường nhắc thì các bạn nhấp vào đó. Ở đây rồi chúng ta sẽ di chuyển lên qua các cái khu vực khác. Có vẻ như nó có hay có cái hạt tinh thể như vậy mà khá nhiều luôn.
Ồ, cái gì đây? Mình thấy là giấm công nghiệp này chung cũng tặng khá nhiều các bạn. Là cái gì đây? Nhìn hình thù rất kỳ quái, chắc chắn không phải nước rồi, không phải là cái vệt nước rồi. Giống như là một cái sợi gì đó vậy, cũng căng ha. Đó. Đôi khi mình ăn mình không thấy, mình cũng ăn bình thường thôi, chứ còn nếu mà soi soi quá thì ai dám ăn. Đó, những cái tương tự như thế này. Nó đây thêm một vật thể lạ nữa các bạn. Nó kiểu sợi sợi như vậy cái nhiều. Ở bên kia mới xong vòng qua đây thêm một miếng nữa. Thôi, mình cứ di chuyển ngang thôi. Di chuyển ngang qua xem có gì không. Có những hình thù rất là kỳ lạ. Chưa thấy cái khu vực nào mà nó nhiều các mảng mảng như cái bản đồ như ở giấm nuôi các bạn. Đó. Khá nhiều không? Đây. Hình thù rất kỳ. Nhìn giống như sinh vật biển nha. Cá ngựa. Chúng ta nhìn chúng ta coi tưởng tượng khá nhiều thứ. Rồi, hết rồi bạn. Cái khu vực này không thấy gì nữa. Đi gần hết lam rồi. Đây. Không thấy gì nữa. Thì các vật thể nó tương tự nhau vậy thôi. Cái này to này, cái này to này mà, một cái gì đó rất là to luôn. Mình nhìn bên ngoài mình không thấy đâu bạn, cái này ở 640 lần, nhìn ngoài không thấy đâu. Nhìn các cái các gì vật khá là nhiều thôi. À, ở đây mình thấy chưa? Đây, cái này là cái này mình nghĩ chắc là giọt nước thôi chứ thấy nó khá là to chứ không đến mức độ mà vi khuẩn dữ gì đâu. Rồi, hết rồi. Rồi hôm nay video tới đây thôi. Rồi hôm nay chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Về giấm thì mình sử dụng hết tất cả các loại cho lan rồi. Thì loại nào cũng diệt nấm được hết, diệt nấm nhân thất được hết. Thì hôm nay mình soi dưới kính hiển vi thì thấy là hai loại giấm này na ná với nhau. Để hôm nào mình kiếm cái loại mà người ta nuôi mà chưa có lọc á, nó còn đục đục á. Mình soi đi, soi tiếp nha. Còn hai cái này nó lọc rồi thấy nó cũng na ná nhau. Ở dưới kính hiển vi thì thấy các cái vật thể nó tương tự nhau. Ở đây nó cũng có cái chấm tròn tròn này. Thì cái giấm kia cũng vậy, giấm lên men cũng vậy, nó không khác nhau nhiều cho lắm. Nghĩa nó là cặn thôi. Đấy. Mình nghĩ nó cũng chỉ là cặn thôi chứ không có gì. Đây. Đó. Thể rất là dài luôn. Cái này giống như một cái sợi gì vậy? Sợi giấy hay sợi gì nó dính vô cái lan mà. Chứ còn nhìn nó khá phức tạp ha. Nhìn như cái rễ cây vậy. Cũng không thấy gì đặc biệt cho lắm. Rồi, còn về cái nào tốt cho lan hơn thì mình nghĩ là
giấm lên men các bạn. Giấm lên men thì người ta nuôi, nếu mà nuôi bình thường á, nuôi kiểu gia đình nuôi á, thì nuôi bằng chuối thì nó sẽ có axit amin, các axit amin nó phân hủy trong đó nữa, thì tưới này nó vừa diệt diệt nấm nè, mà nó vừa dạng như phân bón, dạng như các loại GE ha. Chứ còn giấm công nghiệp thì người ta pha axit acetic thôi, thì chỉ diệt nấm thôi. Thì tùy theo cái mục đích mình sử dụng, nếu mà để xử lý gỗ thôi thì nên dùng giấm công nghiệp cho nó rẻ ha, rất là rẻ. Còn nếu mà để tưới cả cây luôn á thì dùng giấm ăn, giấm giấm nuôi á thì nó sẽ tốt hơn. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi, hy vọng sắp tới sẽ có cái video hay hơn để chia sẻ cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.